Muốn chân đẹp thì làm thế nào? Chào anh em nhé, đang thật sự béo đây. Khái niệm chân đẹp là một thứ ảo ma nhất về body từ trước đến giờ mà mọi người suốt ngày lôi ra body Samsung nhau. Ví dụ luôn này, đây là một kiểu chân rất đẹp, đa số các bạn mẫu nổi tiếng thế giới đều có dạng chân này. Nhưng mà quê tôi vẫn có người Samsung và chân gì mà gầy đấy. Sang kiểu thứ hai thì cũng siêu hot luôn. Mượt thế này rồi mà quê tôi vẫn có người bảo đùi gì mà to đấy. Đấy là do người ở quê tôi chưa biết đến công thức tính vòng đùi này thôi. Anh em chuẩn bị máy tính này. Đối với những người biết tập gym, vòng đùi đẹp sẽ khoảng bằng 1/3 chiều cao. Còn với ai không tập luyện thì trừ đi 5 đến 10 cm nữa là ok. Vòng bắp chuối đẹp sẽ bằng vòng đùi nhân 0.6. Cổ chân sẽ bằng vòng đùi nhân 0.4 thì nó sẽ tạo ra tỷ lệ của một cái chân đẹp. Ví dụ đang béo 1m83, chia 3 thì 61 là đẹp, mà đùi mình 67 có nghĩa là đùi hơi bị to rồi. 67 mà nhân với 0.6 thì sẽ bằng 40.2. Ở đây lại là 46 này, bắp chuối mình hơi bị thô rồi. Cổ chân bằng vòng đùi nhân 0.4, ở đây 27 thì tạm chấp nhận được. Đấy là lý do tại sao mình đi mua quần suốt ngày bị thế này này. Quần size XL nhà người ta mà mặc đùi chật như legging vậy. Đề nghị các idol comment số đo vào đây để anh em khám xem nào. Anh em nhớ tag idol gym vào đây nhá. Ok bạn này.